Ok, lên hết tiếng đi, Cái thoải món mái đi. ăn ghê á, cái tiếng ghê. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng khi được thông báo với mọi người là chúng tôi đã mời được một gương mặt nổi bật nhất của điền kinh Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay. Có thể là như vậy. Tú Trinh là vận động viên đã đi vào lịch sử của điền kinh Việt Nam như là người đầu tiên giành được 3 tấm huy chương vàng ở kỳ SEA Games tại các nội dung ngắn. Và hôm nay Tú Trinh đã có mặt tại trường quay của Cà Phê On Sport. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng là có sự tương tác của Vũ Thị Hương, một nữ hoàng điền kinh của Việt Nam trong quá khứ, cũng tương tác với chúng ta từ Australia. Và rất là mong rằng là Vũ Thị Hương sẽ kể cho chúng ta nhiều những câu chuyện xúc động liên quan đến Tú Trinh. Và người ngồi ngay bên cạnh Tú Trinh là Minh Hải, một người trông rất đẹp trai, đấy là phóng viên Trần Trân. Phóng viên Trần Trân thì là một người có lẽ là đã được rất là nhiều khán giả của On Sport, của bóng đá TV, Thảo TV biết đến. Nhưng mà sau kỳ SEA Games năm nay thì có lẽ là nhiều bạn đồng nghiệp và người hâm mộ ở Đông Nam Á, ít nhất là như vậy, cũng biết được. Bởi vì ngay sau khi về đích giành tấm huy chương vàng thì Tú Trinh sẽ đã có một cái ôm rất là tình cảm. Và nhiều người đặt ra câu hỏi là hai bạn có phải là những người bạn thân của nhau không? Mời Trần Trân trước. Đầu tiên thì tôi xin gửi lời chào đến gửi lời chào đến khán giả của Cà Phê On Sport. Chúng ta đang có một buổi cà phê rất thú vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa anh Minh Hải, thì với câu hỏi của anh thì tôi xin trả lời là tôi có một tình cảm rất đặc biệt với Tú Trinh, tại vì tôi đã theo dõi chặng đường phát triển và tiến bộ của Tú Trinh từ những ngày mà cô còn thi đấu ở những giải đấu trẻ. Và đến bây giờ khi mà là một phóng viên trực tiếp tác nghiệp tại một kỳ SEA Games và là kỳ SEA Games đầu tiên của Tú Trinh, và chứng kiến tận mắt những hình ảnh mà Tú Trinh cán đích và bước lên bục nhận huy chương, những tấm huy chương vàng đầu tiên, 3 tấm huy chương vàng đầu tiên, thì cảm xúc của tôi rất là đặc biệt. Và đó là cái tình cảm đặc biệt khi mà Tú Trinh là một cô bé chưa có tiếng tăm gì trong làng điền kinh Việt Nam, nay đã trở thành một biểu tượng của điền kinh Việt Nam và là một, cho tôi tạm gọi là nữ hoàng của điền kinh Đông Nam Á ở cự ly ngắn. Đó là tình cảm đặc biệt. Tình cảm đặc biệt, thưa quý vị và các bạn, là một lát nữa chúng ta sẽ hỏi Tú Trinh. Nhưng mà có rất nhiều người thì đang hỏi rằng là ở đây có anh Hải đẹp trai, có hỏi một câu là đã theo dõi suốt cái hành trình của Tú Trinh rồi, đến bây giờ rồi, thì từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau thì thế nào? Xin cảm ơn cái comment của anh Hải đẹp trai. Thì tất nhiên rồi, thì Tú Trinh chặng đường đó chưa phải, bây giờ chưa phải là kết thúc. Tú Trinh chỉ mới 20 tuổi thôi, Tú Trinh còn một quãng đường rất là dài. Và tôi thì là một người làm nghề và tôi theo dõi Tú Trinh, thì tôi tiếp tục theo dõi Tú Trinh và sẽ cùng đồng hành với em ở những cái chặng đường tiếp theo, những cái vinh quang tiếp theo. Một câu hỏi rất nghiêm túc là khi mà Tú Trinh cán đích dành huy chương vàng và dành cho Trần Trân một cái ôm, thì tôi hỏi thật là lúc đấy cảm giác của bạn thế nào? Có cảm thấy là nó từng đường gân thớ thịt nó giật giật không? Hay là tôi chỉ muốn dùng một từ để diễn tả cảm xúc lúc đó là sướng. Sướng, quá sướng, rất sướng và vô cùng sướng. Và thực sự là phóng viên Trần Trân với một hình ảnh đẹp cùng với Tú Trinh thì đã tạo ra một khuôn hình rất đẹp trên truyền hình của ban tổ chức. Và ngày hôm đấy thì tất cả mọi người ở cung điền kinh đều nhìn thấy. Và về sau thì Trần Trân còn đưa lên Facebook và khiến cho anh em đồng nghiệp cảm thấy là kiểu ghen tị chơi. Đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với Tú Trinh. Có một bạn cũng tên là Hải đẹp trai thì nói rằng là què chân bóng đá, tóc má điền kinh mà sao chị Trinh lại xinh xắn thế? Thế là như thế nào? Chị có thể trả lời được ngay lập tức không ạ? Đấy các bạn ạ, trên đường chạy thì phải nói là rất là quyết liệt, rất là quyết đoán, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi đi uống cà phê thì lại cảm thấy là rất là hơi rụt rè. Nói như chú Mai Đức Chung ngày hôm qua là hơi bị ỏn ẻn. Em hiểu từ ỏn ẻn kiểu e lệ, kiểu rất là nữ tính. Dạ, tại bình thường thì tính em cũng ít nói, với em cũng từ nhỏ tính em cũng hơi rụt rè.
Còn trên đường chạy thì mình chiến đấu vì màu cờ sắc áo nên là mình phải lạnh lùng. Nhưng mà câu hỏi của anh Hải đẹp trai là có phải là liên quan đến rủ rè không rủ rè đâu. Ăn gì mà xinh thế cơ mà. Không hiểu là Tú Trinh, cái thực đơn của Tú Trinh như nào để có thể cho Minh Hải lại, để có thể chia sẻ với cả khu phố nhà mình để tăng cái vẻ đẹp của cả khu đấy. Muốn khỏe muốn đẹp thì tập thể thao anh à. Rất là thông minh, rất là thông minh. Tôi cứ nghĩ là câu hỏi này sẽ làm khó được Tú Trinh nhưng mà có lẽ là không thể, đúng không ạ? À, thực ra thì có rất nhiều người đang dành cho Tú Trinh những tình cảm rất là lớn. À, Vũ Thị Hương từ Australia vừa mới dành cho Tú Trinh một comment. Đấy là gái yêu đây. À, có lẽ là Tú Trinh, trước khi chúng ta nói về thành tích thì hãy nói một chút về Vũ Thị Hương. Vũ Thị Hương có phải là thần tượng của em không? Dạ, chị Hương từ trước giờ vẫn là thần tượng của em. Em đã được có một khoảng thời gian em được tập cùng chị. Trong cái khoảng thời gian đó thì cũng ngắn, tầm một tháng mấy thôi, nhưng mà em học được nhiều lắm từ chị. Từ cách tập trung, từ cách thi đấu. Có khi em cũng là đi ăn cùng chị. Em có thấy em học được từ chị rất là nhiều. Em khâm phục chị cái tinh thần ra thi đấu rất là máu lửa. Minh Hải thì cũng được xem Vũ Thị Hương thi đấu rất nhiều. Và phải nói là cái mà tạo ra một cái ấn tượng rất lớn của Vũ Thị Hương trong lòng Minh Hải thôi, đấy là sự cá tính, đấy là sự lạnh lùng. Và đây là một người rất trung thành với bản thân, trung thành với cảm xúc, trung thành với triết lý sống. Và đấy quả thật là một con người, tôi nghĩ là một con người đúng là một vận động viên vàng và một cô gái vàng. Nhưng mà Tú Trinh vừa mới nói một câu là thậm chí em còn đi ăn với chị ấy. Nghe có vẻ như là đi ăn là một cái gì đấy nó rất là khó khăn đấy à. Tại sao lại phải như thế nhỉ? Hai chị em có mối quan hệ thân thiết như nào? Bởi vì là theo như anh biết là trong những lúc khó khăn thì Vũ Thị Hương cũng đã động viên em rất là nhiều. Dạ, thì lúc chị Hương còn là vận động viên ở tập luyện ở sân vận động Thống Nhất thì em lúc đấy còn bé xíu. Bé xíu. Dạ. Thế là chị cũng mến em, chị cũng thương, chị cũng cùng các chị ở sân Thống Nhất là cũng hay cùng nhau nấu đồ ăn, rồi các chị em ngồi trong phòng cùng ăn với nhau. Lẩu. Cơm chưa. Cơm chưa thôi. Dạ. Ồ. Như vậy là các vận động viên của chúng ta không chỉ tập luyện thi đấu mà còn về tự nấu cơm cho ăn. À, tôi rất muốn biết đánh giá của Vũ Thị Hương về Tú Trinh. Và những cái câu chuyện, những cái đặc điểm, những cái tố chất gì ở Tú Trinh mà Vũ Thị Hương đánh giá cao nhất. Và một câu hỏi nữa là liệu Tú Trinh có thể đi tiếp con đường, thậm chí là phát triển cái con đường mà Vũ Thị Hương đã đi qua hay không? Vũ Thị Hương hãy cho On Sport được biết cái quan điểm của mình. Và bây giờ thì tôi rất muốn các anh có thể zoom cận vào đây để tôi được đọc một cái status trên Facebook của Vũ Thị Hương. Chúc mừng bốn con vịt. Dùng từ bốn con vịt là hơi bị gọi là thân thiết đấy, đúng không ạ? Tự hào lắm vì trước SEA Games, Mộc Tuyền còn nhắn than rằng em đang lo vì sợ không cho bé Trinh chạy tiếp sức để tập trung cho nội dung cá nhân. Mình cũng nói thôi cố gắng vì Trinh chạy chặng cuối nên cũng không lo. Cứ tập 3 chặng đầu tốt đi rồi mình tính cuối cùng thì ra sao. Các em làm tốt hơn những gì chị nghĩ. Để giành được chiến thắng đã mừng, mà vượt qua khó khăn để giành được chiến thắng thì còn vẻ vang hơn rất nhiều. Nhớ nhé, dù có khó khăn thế nào, chỉ cần mình vững tâm và quyết tâm vượt qua thì thành công sẽ đến. Người phụ nữ không sợ. Yêu các nàng, giỏi lắm, Tú Trinh, Yến Hoa. Có cả Mộng Tuyền. Mộng Tuyền. Đúng không? Và cả Quyên nữa, đúng rồi. Tôi có lẽ là tôi đã dành những cái lời đánh giá rất cao
cho Vũ Thị Hương. Và ngày hôm nay Vũ Thị Hương lại dành một cái lời đánh giá rất cao cho Tú Trinh. Như vậy là chúng ta đang thi đấu môn khâm phục tiếp sức. Đúng không ạ? Phối hợp nam nữ, Minh Hải và Vũ Thị Hương. À, tôi muốn hỏi bạn Trần Trân, với tư cách là một phóng viên theo dõi mảng điền kinh và có mối quan hệ rất là tốt với Tú Trinh, thì đâu là cái yếu tố mà Trần Trân đánh giá cao nhất của Tú Trinh, và thành công của ngày hôm nay, kỷ lục của ngày hôm nay, nó được tạo ra từ cái nguyên nhân nào, từ tố chất nào? Để nói về quá trình mà tôi theo dõi Tú Trinh thì tôi có hai cái từ để có thể trả lời cho câu hỏi của anh Hải. Thứ nhất đó là sự khổ luyện. Tú Trinh đã trải qua một cái quá trình khổ luyện rất là gian khổ. Tôi là người ra sân thống nhất, làm rất nhiều những cái phóng sự về Tú Trinh tập luyện. Và bên cạnh đó là tôi cũng gián tiếp theo dõi Tú Trinh tập luyện khi tôi tác nghiệp tại thống nhất ở những cái giải trận đấu bóng đá. Thì tôi cũng quan sát được Tú Trinh tập luyện như thế nào cùng với các đồng đội của mình, cùng với huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương. Và tính từ thứ hai mà tôi muốn diễn tả đó là sự tỉnh táo. Khi chúng tôi chứng kiến Tú Trinh trên đường chạy tại kỳ SEA Games năm nay, có thể nói là Tú Trinh ở vạch xuất phát với một gương mặt rất lạnh lùng, phải nói là rất lạnh lùng. Nếu như chị Vũ Thị Hương với anh Minh Hải là một người cực kỳ lạnh lùng như anh vừa nói và trung thành với cái trạng thái đó của mình, thì Tú Trinh có vẻ tôi cảm nhận là có một cái sự lạnh lùng nhiều hơn chị Hương một xíu. Rất lạnh lùng, và khi về đích chị lại, Tú Trinh lại rất bình tĩnh. Có thể mọi người, tôi vừa thấy một cái comment của khán giả là hỏi Tú Trinh là vì sao cho hỏi Tú Trinh là ngồi ở đây khi mà tương tác với chúng ta thì Tú Trinh hay cười, mà khi về đích thì Tú Trinh lại không cười. Thì tôi nhìn thấy một cái sự tỉnh táo của Tú Trinh. Có phải là lúc về đích mà nhìn thấy Trần Trân là hết muốn cười? Lúc đó là Tú Trinh chưa thấy tôi, chỉ có tôi là theo dõi Tú Trinh trong kẻ đưa cảm xúc trong từng bước chạy thôi. Chỉ có tôi theo dõi Tú Trinh từ và xuất phát tới khi Tú Trinh cán đích, và để có được cái ôm đó thì tôi phải gọi Tú Trinh, chứ Tú Trinh cũng chẳng thấy tôi để mà ôm. Thì tôi xin nhắc lại là đó là sự khổ luyện và sự tỉnh táo trong thi đấu. Tú Trinh có một cái đầu ra thi đấu rất là lạnh và không bị mọi thứ xung quanh chi phối. Đó là điều kể cả Trần Trân đúng không? Không thèm nhận ra luôn. Vâng. Và sau khi ôm nhau xong rồi thì tôi có đọc ở trên Facebook của mọi người thì thấy rằng Tú Trinh trả lời là vì lúc đấy chẳng thấy ai quen. Đúng rồi. Đúng không? Các bạn có nhìn thấy Tú Trinh là người lạnh lùng không ạ? Tôi chẳng thấy lạnh lùng tí nào. Tôi thấy cười còn vui phơ lơ. Vũ Thị Hương vừa mới lại nhắn cho chúng ta: nàng dễ thương quá, ha ha ha, rất tuyệt vời. À, Hoàng Ngọc Tính có phải là người quen của Tú Trinh không? Nói là bà này nói chuẩn rồi. Bà tức là bà đúng không? Còn ở đây chắc là một người bạn. Có comment kêu Trinh là Usain Bolt của Việt Chính Nam. Xác. Phiên bản nữ. Phiên bản nữ của Việt Nam mới chuẩn được. Bạn Đỗ On nói một câu rất hay: Tú Trinh đẹp khiếp. Đẹp gì mà khiếp, đẹp dễ sợ luôn. Có bạn Minh Quang, bạn comment là Tú Trinh lạnh lùng nhưng có nụ cười tỏa nắng. Không, tôi công nhận, tôi phải công nhận là Tú Trinh có rất nhiều fan. Trong đấy có cả một vận động viên bóng đá mà đang trông bể bơi, đấy là anh Long Thổi. Huấn luyện viên Long Thổi. Anh Long Thổi là một người mà có lẽ là một vận động viên phải nói là đa năng. Tức là trên sân là anh ấy đá, anh sút mất bóng, anh ra anh khởi động đá đủ cây. Cứ buổi sáng đi ra đi tập là đá đủ hai cột điện, xong vào mình thi đấu được. Xong chiều rảnh lại ra chung bể bơi, vui lắm. Tôi xin bật mí cho anh Hải một cái câu chuyện là Tú Trinh chỉ vừa mở lại Facebook sau khi kết thúc nội dung 200m cá nhân. Để làm gì ạ? Vì sao? Trước đó thì em ấy đóng hết Facebook để tập trung cho thi đấu. Và sau khi hoàn thành cái nội dung 200m thì với tấm huy chương vàng thứ hai thì Tú Trinh đã quyết định mở lại Facebook. Dạ đúng. À, hay quá. Cảm ơn bạn vì một cái thông tin mà tôi nghĩ là chắc là cũng không có ích gì cho khán giả đúng không? anh có thể hỏi Tú Trinh là vì sao em lại đóng Facebook? Có cái nguyên nhân gì không? Không, ra lại tập trung rồi đúng không? Vì Long thì ở ngay bên cạnh rồi, cần gì thì mình nhắn tin là được rồi, để chế độ private ok, không vấn đề gì cả. Minh Hải rất là muốn hỏi một cái câu chuyện chúng ta vui đấy.
nhưng mà sẽ phải nhìn lại những cái quá trình tập luyện của mình và tin chắc rằng là điền kinh là một cái nội dung, một cái bộ môn mà thi đấu rất là gian khổ, đặc biệt là ở nội dung ngắn, bởi vì chỉ cần một sai sót nhỏ thôi ở một bất cứ một khâu nào đấy thì đều có thể trả giá bằng thất bại. Vậy thì khi mà tập luyện ở nội dung ngắn với Tú Trinh thì cái điều khó nhất là cái gì? Dạ, em là vận viên của liên ngắn. Em nghĩ điều mà khó nhất trong lúc em tập cự ly ngắn là em không được nhanh, em không được nhanh như mọi người. Em cứ đều, thành tích em tốt hơn là nhờ em nhờ thiên về sức mạnh nhiều. Cô đã dồn sức mạnh cho em tập sức mạnh thể lực để có được thành tích ngày hôm nay. Khi mà mình tập ấy, mình có một cái môn gì đấy để bổ trợ cho nó không? Tức là ví dụ như là muốn tăng sức nhanh hay là tăng sức khỏe các thứ thì mình tập bổ trợ nó là cái gì? Bởi vì là mình ra mình cứ thấy là các vận động viên điền kinh của chúng ta là chỉ có chạy 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 và chạy thôi. Mình có phải gánh tạ hay là mình có thể đá tạ hay là mình phải tập bổ trợ những môn gì khác? Đá dây chun hay là ví dụ như là tập chạy ở bãi biển đại loại như thế? Dạ có, tại vì điền kinh là môn cơ bản nên là tập ngoài biển em cũng có tập. Gánh tạ thì một tuần em cũng phải 2 buổi. Dây chun thì cứ sáng tập bài là chiều tập nhẹ em là phải tập dây chun. Có một câu chuyện là hình như là trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games mình cũng đã bị chấn thương, nhưng không phải trên đường chạy đúng không? Có thể kể một câu chuyện gì liên quan đến vụ tai nạn đi mà đến thầy cũng không biết. Dạ, trước khi thi SEA Games thì em cũng gặp một ít khó khăn, là kiểu em chưa, hôm đấy là em trên đường về nhà là em bất cẩn là cái chân em bị cà xuống đường là nó bị bong gân. Xong cái ngày hôm đấy thì em không dám nói cho cô nghe, chỉ dám xin cô là chiều con xin nghỉ. Nhưng mà đến nói dây dưa đến một lát sau thì mới nói là dạ, cô trưa nay con bị như thế này. Thì cô hôm đó cũng không la, cô cũng bình tĩnh rồi đứng qua. Hôm sau lên sân là cô mới hỏi em, thì đau thì em cũng đau lắm, nhưng mà trước khi thi SEA Games mà nên em cũng sợ, cũng lo lắng là thành tích em tập trung mấy tháng trước để chủ yếu là để em ra SEA Games em cải thiện thành tích, mà đến giờ phút chót mà em lại bị vậy em rất là lo. Nhưng mà đau thì cũng đau, nhưng mà cắn răng nén đau lại. Mấy hôm tối cô cũng giảm hết các cường độ lại cho em, kêu là cứ ra chạy cảm giác theo con người thôi, đau quá thì buông ra, còn nếu mà không đau thì hơi hơi siết vào để có cảm giác để mốt thi. Thế là đến bây giờ em vẫn chưa bình phục hẳn, tại vì bong gân em ngay chỗ đó, ngay cái chỗ em bị là cũng kiểu như bị dập, giống như bị dập vậy anh. Phần mềm hả? Dạ. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta không bị cái đấy thì có thể là thành tích sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ là nếu mà Tú Trinh mà không bị cái chấn thương bất đắc dĩ này thì cái thành tích của em ở cái cự ly 200m sẽ tốt hơn. Có tôi thể phá kỷ lục, phá kỷ lục SEA Games. Vì anh Hải có biết không, lúc mà ở vạch đích á, tôi Tú Trinh và tôi, kể cả tôi, nhìn khi mà nhìn cái bảng kết quả về thành tích thì tôi bị chững lại trong khoảng 2 đến 3 giây, vì tôi không tin đó là thành tích của Tú Trinh, nó quá tốt, đến Tú Trinh cũng không tin, và chúng tôi đã có một cái sự lừa lọc nhau trong mặt kép ở cái vạch đích buổi tối ngày hôm đó. Phải nói là câu chuyện của Trinh làm cho mọi thứ nó mềm đi rất nhiều, bởi vì tôi nghĩ rằng là trước một trận đánh lớn mà bị chấn thương như thế thì cả thầy cả trò đều rất lo, đúng không? Yeah. Và nếu như mà các bạn mà nhìn kỹ
Tôi rất là muốn là các khán giả của chúng ta được nhìn nhìn kỹ gương mặt của Tú Trinh. Bởi vì chỉ có những người tinh tế với một cái con mắt tinh tường thì mới có thể nhìn thấy rằng là răng Tú Trinh của chúng ta đã bị mòn đi rất nhiều. Bởi vì sau một khoảng thời gian cắn răng nhiều quá và lâu quá, cắn răng tập, cắn răng đi đâu thì là răng cũng bị mòn. Đúng không Trinh? À, anh cũng rất là mong muốn là giá mà mình mà cắn răng được một tí thì có phải là mình cũng đi thi điền kinh phải không? Yeah. Cắn răng nhưng mà vẫn còn, vẫn rất là xinh anh Hải. Bạn Quốc Thoại có nói rằng trên đường chạy thì mạnh mẽ như thế mà bây giờ dễ thương quá. Mua ve chai nói là chị cười tây đẹp là sao? Lê Thành Đạt chào Tú Trinh và nhà vô địch Đông Nam Á. Vũ Hồng Việt có đang xem chương trình chúng ta. Anh Vũ Hồng Việt thân mến, chào Tú Trinh đã giành được 3 tấm huy chương vàng và lập một kỷ lục SEA Games ở kỳ SEA Games đầu tiên của em. Và đây cũng là vận động viên Việt Nam đầu tiên ở nội dung điền kinh cự ly ngắn giành được 3 tấm huy chương vàng trong một kỳ đại hội. Và nếu như anh mà cảm phục ở cô gái này thì anh có thể thả tim và anh có thể đưa ra một vài nhận định của mình và cũng như là lời chúc dành cho em, bởi vì năm nay mới chỉ có 20 tuổi thôi. Nói chung là mọi thứ còn đang rất dài ở phía trước. Sau đây tôi sẽ đọc một cái comment mà tôi rất mong chờ từ Vũ Thị Hương. Bản thân mình tự tin để nói rằng Tú Trinh sẽ còn vượt qua thành tích của mình trước kia rất xa, vì Tú Trinh có mọi thứ đều hơn mình, từ thể hình cho đến sự đầu tư, vì Tú Trinh xuất thân từ Thành phố Hồ Chí Minh và đây là đơn vị có điều kiện tốt nhất để phát triển cho thể thao thành tích cao. Tôi muốn hỏi Vũ Thị Hương thêm một câu nữa là Vũ Thị Hương thân mến, Minh Hải rất mong muốn là có một cái đánh giá của một chuyên gia như Vũ Thị Hương về Tú Trinh, rằng cái tố chất nào là tố chất nổi bật nhất của Tú Trinh và đâu là cái nhược điểm mà Tú Trinh nên tập trung để cải thiện trong một sự cố gắng và vượt qua chính Vũ Thị Hương. Và nói thật là đối với tôi, trước đây tôi đã có cuộc nói chuyện với hai cầu thủ bóng đá mà họ rất là hạnh phúc khi đồng đội họ cũng là thần tượng của họ. Đó là Võ Huy Toàn với Thành Lương, đó là Ngô Hoàng Thịnh với Lê Công Vinh. Và ngày hôm nay tôi được tiếp xúc thêm với một người nữa, đó là Tú Trinh và Vũ Thị Hương. Khi mà thần tượng của mình cũng là đồng đội của mình, mặc dù là chỉ tập cùng thôi, đúng không ạ? Bình thường thì chúng ta nhìn thấy một cái khái niệm thần tượng là nghe nó cao vời vợi. Nhưng bây giờ chúng ta có thể ăn trưa cùng với nhau, khoác vai nhau, đúng không ạ? Và thậm chí là chia sẻ với nhau những cuộc sống đời thường nhất và giúp nhau cùng phát triển. Đấy là một điều rất tuyệt vời. Để nói về Vũ Thị Hương, về tình cảm thôi, những lời căn dặn của chị, những lời động viên của chị, Tú Trinh sẽ nói gì? Em thì em cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Lúc mà em vấp ngã thì cũng có chị bên cạnh em động viên em bước lên. Chị nói thoải mái không sao cả. Chúng ta cứ cười cứ khóc thoải mái vì đấy là con người của chúng ta. Anh cũng mong là Vũ Thị Hương có thể đào tạo để anh có thể là có tốc độ mạnh hơn. Bởi vì nói thật là anh có cảm giác là nếu như mà các em mà chạy ngoài đường là có khi công an bắn tốc độ đấy. Bởi vì vượt quá tốc độ của loài người rồi. Đúng không? Hôm qua chạy 4 nhân 100 mét. Lúc mà rút về đích chạy rất kinh khủng. Tôi phải nói là hơn hẳn cái hai lần chạy mà em thi hai ngày hôm trước. Hôm qua là không thể tin được là Tú Trinh đang chạy. Bà tưởng là bay. Vâng, chính xác. Đúng không? Dạ. Đúng là một thiên thần mà không có cánh. Chạy mà như đang bay. Tiếp tục với chị Vũ Thị Hương. Vũ Thị Hương, hãy nghe những lời cảm xúc nhất. Bởi vì bình thường ra trên đỉnh cao của vinh quang dường như là lúc đấy chúng ta sống với cảm xúc của chúng ta là một phần, nhưng mà lúc đấy hơn bất cứ một thời điểm nào, chúng ta sẽ nhớ lại những thời điểm khó khăn, chúng ta nhớ lại những người đã giúp chúng ta để có được cái thành tích ngày hôm nay. Và tôi nghĩ là trong tình huống này, Vũ Thị Hương xứng đáng được Tú Trinh dành một vài lời. Bởi vì những cái này là những cái mà tôi nghĩ là nó cũng sẽ rất là tốt cho cảm xúc của mình, và về sau chị em có thể hiểu nhau hơn, để chia sẻ với nhau nhiều hơn. Dạ, em thì em cảm ơn chị Hương rất là nhiều, luôn ở bên em động viên em và hướng dẫn cho em những cái lối đi mà chị đã trải qua
những cái kinh nghiệm chị đã vấp ngã như thế nào, chiến thắng như thế nào, chị đã truyền lại cho em và luôn động viên em phải vì màu cờ sắc áo mà quyết tâm trên đường chạy. Em cảm ơn chị rất là nhiều, chị mãi là thần tượng của em. I love you. I love you too. Thực ra thì nói về Vũ Thị Hương thì có lẽ là chúng ta nói cả ngày không hết. Và cá nhân tôi cũng rất là ấn tượng với cá tính, với rất nhiều thứ. Và đương nhiên là tôi cũng biết là Tú Trinh chắc chắn là có những cái kỷ niệm rất là sâu đậm. Và khi mà nói đến một người chị, một người đã cùng tập cùng với mình mà khóc được, thì tôi nghĩ là đấy cũng là một thứ tình cảm cao quý trong cuộc đời mà không phải ai cũng có. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều người đã đăng quang rồi nhưng mà họ không có cảm xúc như của Tú Trinh. Tôi cho rằng là trên đời này bất cứ một thành công nào sẽ trở nên vô nghĩa nếu nó không mang lại cảm xúc cho người được nhận và người được xem cái thành tích đấy. Và ngày hôm nay Tú Trinh có tất cả và Minh Hải cũng có cơ hội được nhìn thấy những giọt nước mắt rất đời, rất bình thường của Tú Trinh. Thực ra có rất nhiều những quan điểm cho rằng là những người như Tú Trinh hay là Vũ Thị Hương là những người mà khác biệt hẳn với những người khác. Đương nhiên rồi, khác biệt về mặt tố chất thôi, còn về mặt con người vẫn vậy, vẫn là người trần mắt thịt chúng ta thôi, vẫn có cảm xúc như biết bao nhiêu người khác và vẫn khóc. Tú Trinh thì rất là nhỏ nước mắt. Tú Trinh thì là một cô bé rất là mong manh ngoài đời, ngoài đời sống Tú Trinh là một cô bé rất là mong manh, rất là yếu đuối. Có yếu thể rồi, chỉ một chút nặng lời với Tú Trinh thôi thì cô bé này là có thể chảy nước mắt rồi. Ví dụ như anh có thể nặng lời với em một tí không? Cái đó thì chắc em không khóc. Cái đồ xinh đẹp. Ví dụ thế. Tôi xin phép là sẽ đọc thêm một vài những cái comment nữa. Khánh Đặng Thế, chúc em thành công hơn nữa. Mồ hôi, nước mắt cho em được thành công. Cái đấy thì đương nhiên rồi. Một nhân vật rất quen thuộc với anh chúng ta. Trịnh Long Vũ. Anh Trịnh Long Vũ. Cái này cho Trần Trân đọc. Dạ. Tôi sẽ đọc rất là hùng hồn. Diễn cảm. Câu bình luận này, câu comment này của anh Long Vũ đó là: ứng cử viên sáng giá của cúp chiến thắng năm nay và chắc sẽ chỉ có Tú Trinh và Ánh Viên cạnh tranh với nhau thôi. Anh Hải thấy như thế nào với cái thông tin này? Tôi nghĩ là có lẽ là những lời của anh Long Vũ cũng là quan điểm của rất là nhiều người làm chuyên môn ở kỳ SEA Games năm nay. Và nói thật là SEA Games hơn bất cứ một ai. Tôi nghĩ là những người của đoàn thể thao Việt Nam là những người đánh giá tốt nhất. Và ngày hôm qua chúng ta đã nói rất nhiều đến những cái thành tích phi thường của những vận động viên lần đầu tiên đặt chân đến SEA Games. Ngày hôm qua Nguyễn Kim Sơn, 15 tuổi, ở kỳ SEA Games đầu tiên đã giành tấm huy chương vàng đầu tiên, kỷ lục SEA Games đầu tiên. Và tất cả được thực hiện ở tuổi 15 đầy mộng mơ. Đấy, và ngày hôm qua thì chúng tôi đã ví đùa là Kim Sơn thì dịch ra tiếng Việt của chúng ta là một ngọn núi bằng vàng. Và ngày hôm qua ngọn núi vàng ấy lại treo thêm một tấm huy chương vàng nữa. Và Tú Trinh ở tuổi 20 lần đầu tiên dự SEA Games, 3 tấm huy chương vàng, 1 kỷ lục SEA Games. Ánh Viên 7 huy chương vàng rồi và ngày hôm nay có thể nhiều hơn. Thì tôi tin rằng cúp chiến thắng sẽ dành cho Tú Trinh. Và không phải đến bây giờ chúng ta mới nói đến Tú Trinh như là một vận động viên trọng điểm. Thậm chí là chúng ta đã dùng một cái từ biểu tượng mới của Điền Kinh Việt Nam. Cũng năm ngoái Tú Trinh cũng đã giành một cái giải thưởng rất là lớn là công dân tiêu biểu của thành phố. Cũng đã đứng trên bục vinh quang của cúp chiến thắng. Hạng mục vận động viên trẻ thôi. Đúng, trẻ thôi. Trẻ rồi. Và nếu như năm nay tôi rất mong muốn là chúng ta sẽ có thêm một cái giải thưởng nữa. Nếu như mà không được vào chính thức thì tôi với Trần Trân chúng ta sẽ tạo ra một giải thưởng mới. Anh em mình sẽ có một giải thưởng mới và sẽ trao cho vận động viên nhiều nước mắt nhất SEA Games. Thành công nhất mà nhiều nước mắt. Thành công nhất, lạnh lùng nhất, nhiều nước mắt. Hạng mục đó chắc em thắng. Không có đâu. Tôi xin đọc thêm một cái comment nữa của Vũ Thị Hương. Ở bé Trinh, điều đầu tiên ấn tượng từ cô bé này đó là sự lễ phép và hiền lành. Rất tuyệt vời. Chính xác. Tiếp đó nữa là bé Trinh cho mình thấy bé tập luyện rất chăm chỉ và ở tuổi của Trinh, lúc đó thì không dễ dàng gì có thể chịu đựng được sự vất vả của môn điền kinh. Bản thân thì thấy cô bé này có một nghị lực phi thường, cứ lặng lẽ tập và cố gắng. Nhưng bên ngoài khi đi chơi cùng với cả đội
thì nàng ấy cũng rất cá tính, rất đáng yêu. Nàng không lạnh lùng đâu nhá. Nói chung là ngày hôm nay tôi quyết định trao giải luôn. Vận động viên nhiều nước mắt nhất SEA Games dành cho Tú Trinh. Tú Trinh, nếu mà Kim Sơ là ngọn núi vàng thì Tú Trinh là gì anh hả? Chinh phục những vì sao tinh tú anh hả? Thế mà cũng định làm. Đúng là Trần Trần, quá siêu, quá giỏi. Em khóc nốt chỗ dở đi, trong khi anh sẽ lại kể cho khán giả nghe thêm một câu chuyện nữa mà cũng có thể làm cho em khóc tiếp. Rất nhiều người hỏi tôi rằng là Tú Trinh đã có người yêu chưa hả anh? Thực ra thì tôi cũng đã có một vài tấm ảnh của người yêu Tú Trinh. Nhưng thôi, Tú Trinh nói về người đàn ông của mình đi. Hình như là cũng làm cùng cơ quan thì phải. Cũng cơ chạy ở phố Điền Kinh. Không biết bạn nó có đang xem không nhờ Tú Trinh ơi, em xem phần bạn bè của nó đang xem không? Có. Hoàng Long thân mến. Hoàng Long. Hoàng Long thân mến. Anh rất muốn được biết cái cảm xúc của em khi mà Tú Trinh về đích giành 3 tấm huy chương vàng, 1 kỷ lục SEA Games. Và ôm chân chân. Và chính xác đấy, khi mà thấy Tú Trinh ôm Trần Trân ở vạch đích thì em có cảm nghĩ như thế nào? Hãy comment cho anh biết. Phải nói là nếu mà với những người mà chưa biết về bạn Long ấy, thì có thể là không tưởng tượng ra, mọi người sẽ nghĩ rằng bạn Long sẽ là một người kiểu rất là đô con, trông rất là nam tính, kiểu lạnh lùng như này đấy. Nhưng mà thực ra đây là một chàng trai cực kỳ xinh trai, đúng không? Với mái tóc bồng như mây, nhìn xa như tưởng ở Tây mới về đấy. Và đúng là da trắng, môi hồng. Môi hồng lúc đó chắc xài app anh, với cái tấm ảnh mà anh em mình thấy môi hồng không phải 360 mà 720. Chắc là hai bạn xài app. Và theo như Minh Hải nghiên cứu ngày hôm qua thì hai bạn đã yêu nhau từ năm 2016. Đặt chế độ trên Facebook có đúng không? In relationship. Yeah. Yêu nhau thì chắc 2014 rồi. Trời ơi, dưới đổi nhà. Thì nếu mà bây giờ ví dụ như là chơi một trò đuổi bắt thì ai sẽ là người chạy và ai sẽ là người bắt? Nói thật là ví dụ như là với tốc độ như của Trinh ấy, mà để cho mình mà chạy đuổi theo thì chắc là thôi, thuê cái bạn taxi đi cho kịp. Bạn Hoàng Long vẫn comment rồi nè này. Nhưng mà chỉ là hai cái biểu tượng cảm xúc thôi. Nhưng mà đây là toát mồ hôi à? Toát mồ hôi. Cười toát mồ hôi. Cười toát mồ hôi. Đỡ không nổi. Bạn Lâm Hằng Bích, tức là bạn Khánh Lâm, có hỏi là anh Hải ơi cho em hỏi một tí. Bạn có thể hỏi cả hai, không vấn đề gì. Tôi sẽ trả lời, không vấn đề gì luôn. Hỏi nhiều tí cũng được. Hoàng Long thân mến, anh muốn biết cảm xúc của em. Và hãy kể cho anh biết cái những cái chi tiết về Tú Trinh mà có lẽ là người hâm mộ cả nước chưa biết. Tất nhiên là những cái gì mà một mình em biết rồi thì thôi, nhưng mà những cái gì mà có thể công khai được thì em có thể cho anh biết một chút những cái câu chuyện, cái nghị lực, cái tình cảm của Tú Trinh và đâu là điều ở Tú Trinh mà em yêu nhất. Hãy cho một anh biết, và anh rất mong muốn được biết. Vũ Thị Hương từ Australia. Tôi không biết là Vũ Thị Hương có đang xúc động đến mức mà có thể dâng trào được cảm xúc và ngưng đọng thành giọt như của Tú Trinh hay không. Nhưng mà tôi mà nếu mà giả sử như ở vị trí của Hương, nói thật là không khóc thì hơi phí. Vũ Thị Hương nói như sau: cảm ơn em đã dành tình cảm cho chị. Nghe em nói chị cũng đã khóc rồi. Chị cũng vậy, dù nhìn có vẻ mạnh mẽ chứ mau nước mắt lắm. Mau nước mắt lắm. Rất là xin lỗi, là nói thật luôn là trong cái suy nghĩ của Minh Hải, chưa bao giờ Minh Hải nghĩ rằng một điều gì đấy lại có thể làm Vũ Thị Hương có thể khóc được ngoài tình cảm. Phải nói là Vũ Thị Hương là một người cực kỳ sắc đá trên đường chạy trong cuộc sống. Và nói thật là con đường đi lên của Trinh có rất nhiều khó khăn, nhưng mà gập ghềnh thì không ai bằng Vũ Thị Hương. Và nhìn cái cách mà Vũ Thị Hương giải quyết những vấn đề của mình, nhìn thấy đấy thực sự là một người bản lĩnh. Và đấy cũng là điều mà Minh Hải rất mong muốn các vận động viên nói chung của chúng ta sẽ học được. Và riêng với Tú Trinh thì em có thể học được chị Hương rất nhiều, nhưng mà riêng một điều anh muốn là em phải giữ lại của bản thân mình, đấy là khóc. Cứ khóc. Tôi vẫn đang chờ đợi bạn Long. Nguyễn Thế Hùng hỏi anh Hải ơi, hỏi bạn Trinh có người yêu chưa ạ? Hiện nay thì bạn Trinh đang có 90 triệu người đang yêu, đó là những công dân Việt Nam. Và ngoài ra
thì có một người trong 90 triệu đó là những người là một người rất đặc biệt. Anh ấy tên là Rồng Vàng, nhưng không phải là làm cho hãng bánh đậu xanh, mà thật ra nghĩa là anh Hoàng Long. Trinh có biết anh Khánh Lâm không? Anh Khánh Lâm lại nói là em lại thi cả nội dung khóc à. Rất tuyệt vời. Bạn Cao Thao thì nói là Tú Trinh tuyệt vời quá. Rất xin lỗi bạn Cao Thao, là Tú Trinh, Trinh là CH, CH chứ không phải là TR. Trinh là chinh phục ấy. Đúng, Trinh là chinh phục chứ không phải là... Tôi rất xin lỗi là cái từ đấy nghe có vẻ hơi khó phát triển. Rất tuyệt vời. Rất là nhiều mọi người gửi những cái lời chúc đến Tú Trinh. Tôi rất vui, nhưng có lẽ là chúng ta sẽ chuyển sang một câu chuyện khác. Câu chuyện khác. Để tạo ra được một nhà vô địch rất khó khăn. Để tạo ra được một kỷ lục gia rất khó khăn. Việc đầu tiên của chúng ta hãy nói về con người. Anh biết được rằng là trong cuộc sống có những điều cũng không trọn vẹn với em. Sau khi giành được 3 tấm huy chương vàng, hình như em đã nói một điều gì đó gửi đến ba của mình. Dạ. Khi mà giành được tấm huy chương vàng 100m thì người đầu tiên em muốn gửi là gửi về quê nhà cho ba. Thì vì ba luôn theo dõi em, luôn ủng hộ em. Trước khi đi thì trước khi bước lên sân bay đi thì ba có hôn má em, kêu là cố gắng nha con gái. Có lẽ là khi nói về gia đình thì ai cũng sẽ xúc động, và tôi tin rằng tất cả những người vừa nghe câu chuyện của Tú Trinh thì ít nhất một lần chúng ta sẽ nhớ về gia đình của mình, về ba mẹ của mình. Tôi đặc biệt yêu những giọt nước mắt như thế này, bởi vì những giọt nước mắt như thế này nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy cái huy chương vàng của chúng ta, cái thành tích của chúng ta nó có giá trị. Nhiều khi mọi người nói những câu rất xa vời, hãy chiến đấu vì cái này, vì cái kia. Nhưng tôi nghĩ là cái việc đầu tiên chúng ta phải nghĩ là nghĩ về những người gần nhất. Nghĩ về ba, nghĩ về gia đình, nghĩ về hai người chị, sau đấy là nghĩ về huấn luyện viên, nghĩ về những người như chị Hương. Đúng không? Sau đấy chúng ta mới nghĩ đến những cái khác. Nhiều khi nó thật là nghe những cái câu nói nó hơi sáo rỗng, mình cảm giác là nó kiểu gì. Và ngày hôm nay những giọt nước mắt của Tú Trinh sẽ là những câu nói tình cảm nhất, thật nhất, đời nhất, con người nhất. Và có lẽ là hơn bất cứ một thời điểm nào trước mặt người hâm mộ cả nước. Em có thể mạnh mẽ, cứng rắn nói với ba một câu. Ba, con đã lớn rồi, con đã nhà vô địch SEA Games rồi. Con cũng sắp lấy chồng rồi, ba không phải lo. Sẽ có người lo cho con, ba không phải lo gì cả. Hoàng Long có sẵn sàng nhận thánh chỉ từ nhạc vụ đại nhân không ạ? Thực ra thì chúng ta phải luôn luôn tiết chế tình cảm. Khi mà nói chuyện với Tú Trinh, một cái câu chuyện mà nó rất là sâu lắng. Thực ra thì không ai muốn đứng trước mọi người mà khóc. Nhưng mà thực ra Minh Hải lại nhớ đến một cái bài hát của một nhạc sĩ đã qua đời. Hát giữa mọi người, khóc giữa mọi người không ngại ngần. Minh Hải xin chuyển thành khóc giữa mọi người không ngại ngần, vì mình khóc vì những điều cao cả. Nói thật là nếu như anh mà chỉ giành được một huy chương vàng thì chẳng cần kỷ lục đâu, anh khóc từ giờ đến tối. Thật luôn đấy. Hạnh phúc mà, đúng không? Niềm hạnh phúc rất lớn. Và tôi tin rằng là nếu như ba của Tú Trinh xem một chương trình này, chắc chắn là ông cũng sẽ khóc.
những giọt nước mắt thực sự hạnh phúc. Sẽ có lúc ông thầm khóc vì thương con gái. Sẽ có lúc ông thầm khóc vì đôi khi cũng cảm thấy cô đơn. Nhưng ngày hôm nay chắc ông cũng khóc vì hạnh phúc. Vì tất cả những cái nỗi nhọc nhằn bao nhiêu năm trời ngày hôm nay đã mang lại kết quả. Tú Trinh đã vô địch quốc gia rồi. Năm ngoái hình như giành 4 huy chương vàng. Yeah. Nếu tôi nhớ không nhầm. Nhưng bây giờ là huy chương vàng ở SEA Games. Và đây là người phụ nữ chạy nhanh nhất Đông Nam Á. Và ở tất cả các nội dung bóng đá người ta gọi là môn thể thao vua thì Điền Kinh là môn thể thao nữ hoàng. Và ở nội dung 100m, 200m đương nhiên là danh giá. Đúng không ạ? Anh thấy tự hào về em. Người Việt Nam thấy tự hào về em. Và ngày hôm nay thực sự anh muốn thể hiện một sự ngưỡng mộ và một cái tình cảm của người anh dành cho người em. Là bởi vì một nhà vô địch cũng vẫn rất là tuyệt vời, cũng vẫn rất là mềm yếu, cũng rất là con người. Cá tính như chị Hương, nhiều khi nói thật là ắt vía được cả cánh đàn ông, cũng làm cho mình nể. Vì trên đời này mà có ai đấy làm cho người khác sợ là mình nể đâu. Nhưng mà có những người mình cũng nể. Vì đôi khi chỉ một nụ cười thôi cũng có thể đánh gục biết bao nhiêu người đàn ông khác. Trần Trân, đúng vậy, giờ tôi chưa phỏng vấn cô. Sao anh? Cô có thể nói một chút về cái tính cách của Tú Trinh. Ngày hôm nay tôi tự phong cho cô một cái danh xưng mới là nhà Tú Trinh học. Nhà Tú Trinh học. Như hồi nãy thì chị em có đọc comment của chị Vũ Thị Hương. Thì chị Vũ Thị Hương cũng có phát họa một ít về cái tính cách của Tú Trinh. Tú Trinh ở ngoài rất là hiền lành, rất là lễ phép. Và thật sự đó là con người của Tú Trinh. Khi mà chúng ta tiếp xúc với Tú Trinh ở bên ngoài, bạn rất là thân thiện, rất là lễ phép. Và luôn tạo cho phóng viên của tụi em những cái cơ hội để làm việc. À tụi mình những cái cơ hội để được làm việc cùng với bạn. Tuy là còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Những ngày đầu mà em phỏng vấn Tú Trinh thì Tú Trinh nói rất là ngắn, nói mà phải cắt, ghép và chám hình để được một câu trọn vẹn, phải làm đi làm lại 2-3 đứt một lần một câu hỏi. Nhưng khoảng thời gian mà Tú Trinh thi đấu ở Thái Lan, ở những cái giải nước ngoài nhiều về, thì khi mà tiếp xúc với Tú Trinh thì đó, tôi chứng kiến một cái sự trưởng thành của Tú Trinh trong nói câu dài và nếu mà một phóng viên đi tác nghiệp chúng ta cảm thấy yên tâm. Và khi mà Tú Trinh ở cái mid zone phỏng vấn của SEA Games, chúng ta phải nói là Tú Trinh rất bản lĩnh khi trả lời phỏng vấn. Tú Trinh kiểm soát được những câu hỏi của phóng viên. Mọi người bảo là Tú Trinh dè chừng nhất đối thủ nào, Tú Trinh trả lời Tú Trinh dè chừng bản thân của em nhất, bản thân của mình nhất. Mình nhỉ? Tú Trinh, mọi người hỏi Tú Trinh là em có muốn vượt qua, em có muốn giành cái danh hiệu nữ hoàng điền kinh tốc độ của chị Vũ Thị Hương hay không, thì Tú Trinh trả lời là em cảm thấy là mình chưa đủ xứng đáng để sở hữu cái danh xưng đó, và cái danh xưng đó là nên chỉ dành cho chị Vũ Thị Hương mà thôi, và Tú Trinh còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, dù lúc đó thời điểm đó Tú Trinh đã là nữ hoàng của điền kinh Đông Nam Á cự ly ngắn, 2 tấm huy chương vàng 100m và 200m. Rất hay, chỉ cần có hai câu trả lời của Trần Trân thôi, chúng ta đã nhìn thấy hai mặt quan trọng. Một là sự trưởng thành, bản lĩnh trước ống kính máy quay, đấy là điều không phải ai cũng có. Và thứ hai là cũng rất khéo léo trong cái việc mà giải quyết những vấn đề. Chị Hương nghe câu vừa rồi cũng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Nhưng mà quan trọng hơn là thể hiện được cái tình cảm của Tú Trinh dành cho Vũ Thị Hương. Nói chung là một cái tình cảm nhưng mà cũng là một cái sự tôn trọng. Chính xác. Và tôi cho rằng là cái sự tôn trọng giữa những người làm nghề với nhau là điều cực kỳ quan trọng. Sao nhìn anh sẽ là không công bằng với Trần Trân nếu mà tôi không hỏi Tú Trinh câu này. Bạn đánh giá như nào về Trần Trân của chúng tôi? Dạ. Chị thì ban đầu thì phỏng giống em từ lúc em nhỏ nhỏ mới bắt đầu đứng trước ống kính thì em rất là rụt rè, nhưng mà chị vẫn
hỏi em và dẫn em đi vào cái lối trả lời rất là dễ. Và sau đó là chị cứ theo em sát bên rồi cứ thi đấu nè, cố lên nha em, cố lên nha em, chị bỏ bên này chị qua bên này chị xem thi đấu. Rất tuyệt vời. Tôi đã hiểu rồi, từ bây giờ cố lên đi em, mạnh mẽ lên đi em, lần sau về đích nhiều ôm anh nhé. Sao lại một ăn nhỉ? Một câu hỏi nữa là thực ra anh muốn hỏi về cái đánh giá của anh là về nhan sắc của Trần Trân. Ôi trời đất ơi, em đánh giá như nào về Trần Trân? Sao anh lại đánh giá cái sở đoản khó của nhỉ anh? Câu này khó đấy. Dạ yeah. À, thực ra thì anh mới đợi bạn trả lời chứ sao lại thật ra nhở, em cũng muốn nghe mà. Ok nó làm khó em. Em cứ trả lời đi, em cứ trả lời thật đi, xem là chị Trần Trân đã dạy em cách trả lời như thế nào. Cái này chưa dạy em được. Như vậy là chúng ta đã nhận được rất là nhiều những lời comment của mọi người. Bạn Cảnh Điềm thì nói là chương trình hôm nay hay quá. Thực ra là với những người làm chương trình ngày hôm nay, tôi phải nói thật là đêm ngày hôm qua thì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Và thực sự là bởi vì Tú Trinh có quá nhiều những câu chuyện hay, chúng tôi không biết là lựa chọn chi tiết nào để đưa đến các bạn. Nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi quyết định là sẽ kể cho các bạn nghe một cuộc sống đời thường nhất của Tú Trinh. Một gương mặt đúng là của đời thường chứ không phải là trên đường chạy. Trên đường chạy thì tất cả những gì là quyết tâm nhất, gan góc nhất, mạnh mẽ nhất thì sẽ thể hiện. Nhưng ngày hôm nay sẽ là một người phụ nữ rất Á Đông, một người phụ nữ rất Việt Nam. Và tôi hy vọng rằng là đấy cũng là những điều mà chúng ta nhận được từ Tú Trinh ngày một phát triển hơn với sự giúp sức của Vũ Thị Hương. Thời gian của chúng ta thì còn đến tận 2 tiếng nữa cơ. Nhưng mà chúng ta sẽ lại tiếp tục một cái câu chuyện nói chung rất sâu lắng. Ngày hôm nay Minh Hải rất mong muốn có những cái câu chuyện Trinh có thể tâm sự với mọi người, đặc biệt là về những cái khó khăn. Bởi vì mọi người sẽ nghĩ rằng là Tú Trinh là được sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, được ở một nơi mà đầu tư cho điền kinh rất là mạnh mẽ, thậm chí là gọi là cái đầu tàu của điền kinh Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Và bản thân thì Vũ Thị Hương cũng đã nói rồi là tố chất của em là rất nhanh, rất mạnh, rất khỏe, rất bền, dẻo dai, linh hoạt, rất nói chung là mọi thứ là cực kỳ ok đấy. Tú Trinh này rất là xinh này, rất thông minh này, đấy là rất nhiều thứ. Nhưng còn có một cái nữa có lẽ là mọi người cũng ít biết, đấy là những câu chuyện liên quan đến gia đình và người mẹ. Tú Trinh có thể tâm sự một chút về những cái ký ức của những ngày xưa cũ. Ký ức của em về mẹ thì không nhiều. Tại vì trong quá trình lớn lên á thì 6 tuổi em đã mẹ đã đi xa em. Từ lúc bắt đầu từ 6 tuổi là em đã phải thiếu thốn tình cảm với mọi người. Cũng rất là may khi mà có ba gồng gánh nuôi ba chị em. Đến khi mà lớn thì tầm 11, 12 tuổi thì em đã có duyên gặp cô. Cô cũng nghe được hoàn cảnh của em, trùng hợp với hoàn cảnh của cô ngày xưa, thì cô cũng thương em như con của cô. Cô lo cho em từ lúc mới bắt đầu vào điền kinh đến nay là được 10 năm. Có lẽ là đấy là một người mẹ thứ hai. Dạ. Mọi thứ em luôn chia sẻ với cô. Động quá. Chúng tôi có lẽ là rất là muốn chia sẻ với Tú Trinh. Có lẽ là tôi biết là cái điều này là rất khó khăn. Bởi vì một cô gái
lớn lên là rất cần có mẹ. Đúng không ạ? Con trai anh em chúng tôi thì rất là đơn giản. Đúng không? Nó cứ lớn lên như là cái cây vậy. Nhưng mà với các chị em thì nhiều khi cần có mẹ ở bên cạnh. Dạy mình từ những điều nhỏ nhất. Chứ không phải là như anh em đàn ông là cứ thế cứ tự do mà lớn lên. Đấy, và tôi nghĩ là đôi khi những cô gái cái nhu cầu tình cảm nó lớn hơn. Anh em đàn ông, tôi nhớ là ngày xưa tôi hồi nhỏ, nói thật là nó cũng tự do, cứ đi theo trái bóng về mẹ nấu cơm là chỉ việc ăn. Thậm chí là đi mẹ đi xa mình chẳng có cảm giác nhớ nhung gì cả. Mặc dù mẹ thì nhớ quay quắt, nhưng mà mình thì cũng kiểu nó cứ vô tư hồn nhiên. Nhưng mà tôi biết là điều này cũng là điều mà bình thường ra thì chúng tôi cũng rất là ngại nói ra những câu chuyện này. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn là phác họa lên một chân dung của Tú Trinh để các bạn biết rằng là đấy, một cô gái như vậy lớn lên trong một điều kiện như thế, thiếu thốn về tình cảm. Và chúng ta nói như thế để chúng ta thấy rằng Tú Trinh đã vượt qua những khó khăn như thế nào để có thể trưởng thành, để trở thành một nhà vô địch như ngày hôm nay. Và qua chương trình thì cũng phải nói là công của ba Tú Trinh cũng rất là lớn. Một mình Gà Trống nuôi ba người con, mà Tú Trinh đã nói một cái từ là gồng gánh. Tôi rất thích cái từ đó. Và chính cái sự cố gắng của chú đã mang tấm huy chương vàng, đã mang về cho đoàn thể thao và đất nước của chúng ta một nhà vô địch. Thay mặt những người làm chương trình và có lẽ là cũng nhân danh người hâm mộ cả nước, rất cảm ơn chú. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta nói gì cũng sẽ là quá thừa, đúng không? Và tôi rất là muốn nghe Trân nói một chút những cái câu chuyện của Tú Trinh. Những lúc mà Tú Trinh vui, Tú Trinh buồn thì thường là Tú Trinh làm gì để có thể lấy lại được sự thăng bằng. Nói về cái câu chuyện ngoài chuyên môn này thì em sẽ đề cập tới những cái thời điểm đầu tiên em với Tú Trinh quen biết nhau. Đó là qua một cái trò chơi game ở trên mạng. Trò chơi game, đó là trò chơi Nông trại vui vẻ, farm. Đó là, khi đó là em cũng mới chơi thôi. Và thường thì nó link với lại bạn bè trên Facebook của mình. Thì khoảng là cứ sang nhà nhau xong bước, không, Tú Trinh thì thường hay qua cứu em. Em thì thường bị hết đồ hay là như thế nào đó thì Tú Trinh thường qua cứu em, gọi là ân nhân cứu. Và khi đó thì hai bên cũng tương tác qua lại, chỉ là ảo với nhau trên game thôi chứ cũng chưa nói chuyện với nhau. Thì khi mà em làm việc với Tú Trinh thì em có nhắc với Tú Trinh là nhớ vào cứu, đang chết nên nhớ vào cứu. Thì lúc đó là cái tình cảm của hai chị em nó khăng khít hơn từ những cái trò chơi rất là ảo đó. Nhưng mà tình cảm là tình cảm thật. Và mỗi lần mà Tú Trinh tập luyện hay thi đấu thì em đều nhắn tin trước mỗi cái đợt mà Tú Trinh thi đấu. Nhắn mà tin trên... đe dọa. Không, như Tú Trinh hồi nãy nói, em ơi cố lên thôi, cố gắng làm hết sức là của mình thôi. Bây giờ thỉnh thoảng check inbox thường xuyên giùm anh nhé. Em sẽ động viên. Thưa quý vị và các bạn, là Tú Trinh của chúng ta ngày hôm nay cũng đã kể cho chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện rồi. Vui có, xúc động có. Và nói thật, đến bây giờ thì đọng lại trong cái cảm xúc của người nhà chỉ có hai điều về Tú Trinh thôi, là ý chí vững vàng nhưng tình cảm thì mênh mang. Một người rất dễ xúc động, một người rất dễ khóc, là người mà rất giàu tình cảm. Đấy. Và trên đường trận thì đương nhiên là Tú Trinh sẽ là một cô gái mà tôi nghĩ là ở Đông Nam Á không có bất cứ một cô gái nào có thể chạy nhanh như Tú Trinh. Và hy vọng rằng em ra ngoài đường thì em đi chậm chậm một tí để cho mọi người còn theo, không có mấy anh cảnh sát lại bắn tốc độ thì lại khổ. Sáng nay thì tôi cũng đã chạy rất là tốc độ để có thể đưa Tú Trinh của chúng ta về với cái trường quay giải chiến này của chúng ta ngày hôm nay. Nói là một cái cuộc liên lạc rất là hơi khó khăn vì sáng nay là Tú Trinh có cái thời gian thả lỏng, thời gian đi tham quan ở Malaysia. Nhưng mà tôi đã bắt cóc được Tú Trinh để về với trường quay của chúng ta trong vòng gần một giờ đồng hồ. Tôi rất là cảm ơn Trần Trân. Bởi vì tôi vốn đã ngưỡng mộ Tú Trinh rồi, nhưng ngày hôm nay tình cảm của tôi dành cho Tú Trinh lên rất nhiều. Và tôi cũng tin là các khán giả của On Sport, của Bóng Đá TV, Thảo TV ngày hôm nay cũng sẽ dành rất nhiều tình cảm cho Tú Trinh. Và nếu như bây giờ ra ngoài đường mà có một người nói rằng Tú Trinh ơi anh yêu em,
Anh em mà không lấy anh là anh tự tử thì em sẽ ứng xử như thế nào? Có như Giáng Long thập bát trưởng ra không? Hay là Hoàng Long thúc hối thì em ra để ví dụ như thế thì em sẽ xử lý thế nào? Thế là khó quá. Khó quá. Mình chạy thôi, mình bứt tâm thôi. Khó nhỉ? Dạ. Nhút nhát lắm, nhưng mà rất là nhút nhát. Yeah. Yeah. Hôm bữa thi xong bị cô nói nặng một tí thôi, là vì không chuẩn bị cờ Tổ quốc để có thể ăn mừng. Thì khi mà vào hậu trường thì em có đi theo Trinh vào hậu trường, thì cô Hương có mắng một tí thôi, thì khóc, khóc. Lúc đó em cũng có an ủi đôi chút, nhưng mà thấy là bạn rất là nhút nhát, không giống với Tú Trinh trên đường chạy, không giống một chút nào. Tức là về đích xong phát là đang nhanh chạy nhanh này về lại nhút nhát. kiểu thế đúng không? Không, trả lời phỏng vấn xong rồi mới nhút nhát. Rất tuyệt vời. Chúng ta có rất nhiều những comment, có lẽ là tôi phải đọc. Chúc chị mọi điều tốt đẹp, đấy là của Lê Ngân. Vũ Tài cảm ơn cô gái vàng. F thì có hỏi là chị Vũ Thị Hương có hài lòng với truyền nhân của mình không? Và câu trả lời là hơn cả hài lòng. Bạn Dương Đại thì nói là anh Hải hỏi câu lầy quá. Bắp Hiếp thì nói là xúc động quá. Phúc Nguyễn cho xin khăn giấy. Khăn giấy anh Hải ơi. Quốc Thoại thì lại hơi mắng chúng ta. Trò chuyện lâu thế mà có mỗi cái khăn giấy cũng không có hả anh? Em nói câu chuyện khăn giấy thì em phải nói là hôm trước mà Tú Trinh khóc thì em đã đưa khăn giấy cho Tú Trinh rồi. Đưa một bịch lận mà bây giờ vẫn không giữ. Đấy, đó là mình phải đổ thừa lại anh Hải. Đúng. Phải đổ thừa lại. Thế là do là chúng tôi đã đưa từ trước đây rồi. Từ trước rồi. Không mang đi nhá. Không mang đi. Đấy không phải lỗi của chúng tôi nhá. Mặt Cường Lê thì nói là thật ra em ấy đã rất mạnh mẽ rồi. Mạnh mẽ lên, nữ hoàng tốc độ. Rất nhiều hay, rất nhiều cái hay. Bạn Trịnh Thiên Vương nói câu rất hay là nếu mà làm trong 2 tiếng thì chắc là em khóc ướt hết cả áo. Rất tuyệt vời. Có lẽ là chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều những cảm xúc từ Tú Trinh. Bây giờ chúng ta sẽ nói câu chuyện gì nhỉ? Vì Tú Trinh, em có một cái đam mê gì đặc biệt ngoài điền kinh không? Ngoài chơi farm ra? Ngoài chơi nông trại vui vẻ và suốt ngày đi cứu người, đi gặp trộm. Chơi game nhiều khi cũng thể hiện cái tính cái con người của bây giờ của em chuyển sang chơi đồng đội rồi. À, chúng ta nói một chút về cái kỷ lục hôm qua mà Tú Trinh phá. Tú Trinh và các đồng đội phá lần đầu tiên trong lịch sử Liên Kinh Việt Nam có một tấm huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x100m và phá luôn kỷ lục SEA Games mà đội tuyển Thái Lan đã lập ở Naypyidaw 2013. Naypyidaw. Có đúng không? Thưa nước ở Myanmar. Thái Lan lập ở Myanmar. Em để thấy để 2007. Thứ 2007. Hôm qua thì em thấy trong cái list cũ. Nói chung là năm bao nhiêu cũng không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là chúng ta sẽ phá kỷ lục của chúng ta ở kỳ SEA Games đấy. Nhưng mà vì sao 4x100m lại khó như thế nhỉ? Đây là lần đầu Tú Trinh tham gia một nội dung tiếp sức. Và em chạy cuối đúng không? Dạ. Yeah. Chạy cuối. Theo như anh biết là Vũ Thị Hương vừa mới nói thì là em là người chạy cuối. Chạy cuối có khó không? Tức là ba người chạy đầu thì cái mức độ khó nó như nào? Trong cả cái tổ hợp 4 người thì đâu là cái giai đoạn quan trọng nhất? Và mình phân phối chiến thuật nó như thế nào? Dạ. Yeah. Tiếp sức 4x100m thì cái mình muốn thắng đồng các bạn thì em nghĩ là mình phải trao gậy tốt hơn. Trao gậy tốt. Dạ, thì mới ăn được thế này. Hôm qua thì khi mà tôi chứng kiến ở sân á, ở đường chạy thì Mộng Tuyền là người chạy đầu. Mộng Tuyền là người xuất phát rất tốt. Chính xác, Mộng Tuyền là cô gái xuất phát tốt nhất trong đội hình 4 cô gái chạy tiếp sức của Việt Nam. Thì Mộng Tuyền đã đến khi mà trao gậy cho cô gái thứ hai á, thì Mộng Tuyền đã cách đối thủ một khoảng rất là xa rồi. Mộng Tuyền chính là một cái nền để cho các đồng đội của mình có thể tiếp tục bỏ xa đối thủ. Một cái bệ phóng đấy, chính xác. Một đường băng đấy. Và tới khi Tú Trinh nhận gậy
thì Tú Trinh lao như một mũi tên. Lao, có thể thấy là nếu mà Tú Trinh chạy với tốc độ này ở cự ly 100m, 200m thì cô chắc chắn là phá kỷ lục SEA Games. Hôm qua Tú Trinh chạy rất kinh khủng, chạy tới nỗi mà tôi đứng là tôi cảm giác là em ấy sẽ cắm đầu, ngã cắm đầu xuống đất. Rất là sợ, nhưng mà Tú Trinh rất là bản lĩnh và rất là tự tin với những cái bước chạy của mình. Và họ bỏ cái người về thứ hai rất là xa, một khoảng cách rất xa. Chính xác là bao nhiêu cm? Tôi lúc đó tôi không đến ban tổ chức cũng không biết luôn. Không biết. Không thể nào biết được. Họ chỉ tính thời gian thôi chứ họ không tính quãng đường. Và chúng ta lập cái kỷ lục này ở cái thời gian là 43 giây 88. 43 giây cho 400 mét. 400 mét. Tức là khoảng tầm hơn 10 giây. 43 giây 88. 400 mét. Và khi mà tôi tối hôm qua thì tôi có nhắn tin nói chuyện với Mộng Tuyền. Thì tôi hỏi là cái thời gian này, cái thời gian, cái thành tích này đối với ở nội dung, những cái nội dung 400m nếu mà chạy hết sức có chạy được với cái thành tích này không, thì Mộng Tuyền cơ phải nam của nước ngoài, của châu Âu mới có thể chạy được với cái thành tích này. Là anh Hải thấy khủng khiếp rồi nè. Wow, rất khủng khiếp. Tại sao bây giờ tôi mới biết câu chuyện này? Tại vì tôi nhắn tin với Mộng Tuyền là tôi hỏi Mộng Tuyền là tại sao em lại là được người được chọn để xuất phát đầu tiên. Cái đấy thì tôi trả lời được ngay. Đấy, thì... bởi vì bạn xuất phát rất là tốt. Đúng rồi. Tại vì tôi không có nhiều thông tin lắm về hai bạn thứ hai và thứ ba. Đó là bạn Yến Hoa đúng không? Dạ. Yến Hoa. Với lại Quyên. Với lại Quyên. Đấy thì tôi mới hỏi Mộng Tuyền để tôi hiểu thêm về cái nội dung tiếp sức. Là vì sao Mộng Tuyền lại là người xuất phát đầu tiên, thì Mộng Tuyền kêu là em là người là đứa xuất phát tốt nhất trong bốn đứa, nên là ban huấn luyện chỉ em là người xuất phát. Và khi Mộng Tuyền xuất phát thì tới cái đoạn trao gậy người thứ hai là tôi cảm thấy an tâm rồi, vì chúng ta tạo ra được một cái khoảng cách khá là an toàn rồi. Có phải là Trần Trân biết là ở 100m cuối cùng của nội dung 400m đã có một mũi tên? Chính xác, tôi có niềm tin cực kỳ lớn ở Tú Trinh dù bất cứ nội dung nào. Còn tôi thì có niềm tin rất lớn ở Trần Trân. Điều đấy là điều rất tuyệt vời. Cảm ơn anh Hải. Anh muốn hỏi Tú Trinh một điều. Thực ra đây là cái điều băn khoăn của anh ấy. Ở trong bộ môn điền kinh của mình, đặc biệt ở cái nội dung chạy ngắn của mình ấy, thì cái chiều cao nó có quan trọng không? Và độ dài của chân nó có quan trọng không? Dạ, ở nội dung chạy ngắn thì chiều cao thì cũng... Em nghĩ thì mình cao hơn thì mình có lợi thế hơn mọi người. Vì cái sải chân mình là dài hơn mọi người. Chính xác sải chân của em dài bao nhiêu? Thế đó em chưa có đo nữa. Thế thì lát nữa tôi sẽ đo. Anh Hải ơi, em còn ngồi ở đây mà sao? thật là ghê gớm. Nói chung là tôi ngồi đây tôi cảm thấy rất là cô đơn các bạn. Sợ lắm. Bạn Chu Thị Huyền nói là hôm nay Tú Trinh còn thi đấu không ạ? Thì xin được thông báo với các bạn là Tú Trinh đã hoàn thành tất cả các nội dung thi đấu của mình với 3 tấm huy chương vàng và 1 kỷ lục SEA Games. Đấy là 100m, 200m và 4x100m. Và 4x100m thì Trần Trân cũng vừa nói rồi. Tấm huy chương vàng và kỷ lục SEA Games mới. Và đây cũng là cái kỷ lục mà chúng ta phá của đại kinh địch Thái Lan. Những người chương vàng lịch sử của điền kinh được coi là đại tỷ của làng chạy Đông Nam Á. Vậy là chắc chắn rồi. Và nói thật là năm nay mình thực sự nể đội điền kinh. Đội điền kinh năm nay dường như là đã có một cái thành công ngoài cả sự kỳ vọng. Tính đến hết ngày thi đấu hôm qua thì đội điền kinh 15 đã góp là 15 tấm huy chương vàng. 15 tấm huy chương vàng. Riêng Tú Trinh 3 tấm. Riêng Tú Trinh 3 tấm. Em giỏi quá. Lần đầu của Trinh. Lần đầu làm chuyện ấy mà Trinh đã làm được như vậy. Thật là Trinh ơi, ta đã có Trinh rồi. Như vậy là với điền kinh Việt Nam thì chúng ta có thể nói một câu là Trinh ơi, ta đã có Trinh rồi. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Rất nhiều những câu hỏi đang được đặt đến cho chúng ta. Nhưng cũng nhiều hơn là những lời động viên. Những cái điều mà khiến cho mọi người cảm thấy rất là hài lòng. Giang Liễu nói là anh đang xem lại Tú Trinh chạy mà không biết lấy xe máy đuổi có kịp không. Cái này thì tôi cũng đã nói rồi là bạn Tú Trinh đi ra ngoài đường đừng có chạy nhanh quá mà công an bắt tốc độ. Tại vì họ lại tưởng đây là một loại xe phân khối lớn mới. Và có lẽ là chúng ta cũng sẽ dành một cái comment của Vũ Thị Hương. Các anh chạy đua thắng em đi. Không hiểu là
Ý là như thế nào? Tôi không hiểu. Nói chung là một cô gái cá tính và phải nói là nhiều khi đứng bên cạnh Vũ Thị Hương, tôi cảm thấy thực sự thấy mình cảm thấy nhỏ bé. Nếu như anh Hải thần tượng Vũ Thị Hương, thì tôi thần tượng Tú Trinh của tôi. Tôi dành cho Vũ Thị Hương một sự ngưỡng mộ. Và tôi biết chắc rằng cái tinh thần ấy, cái bản lĩnh ấy, cái tài năng ấy, cái kinh nghiệm ấy và những bài học ấy sẽ được dồn toàn bộ cho Tú Trinh. Và trở lại với câu hỏi là liệu Tú Trinh có muốn lấy cái danh xưng nữ hoàng tốc độ của Đông Nam Á hay không? Tôi cho rằng là cái danh xưng không quá quan trọng. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có sự cộng hưởng. Tất cả những gì Vũ Thị Hương có sẽ dành cho Tú Trinh. Và Tú Trinh cũng sẽ có những cái điều kiện tốt hơn về mặt tố chất, về mặt dinh dưỡng, về mặt đầu tư, tập huấn và thi đấu. Thì tôi tin là Tú Trinh sẽ phải phát triển. Bởi vì đấy là điều mà Vũ Thị Hương là người đang mong muốn nhất. Đúng không ạ? Còn điều gì tuyệt vời bằng người em của mình, truyền nhân của mình lại hơn được mình. Và tôi cho rằng là có thể là ví von nó hơi bị xến sẩm một tí, nhưng mà nó giống như chúng ta xây lên một tòa lâu đài về thành tích, thì mỗi một người sẽ đóng vai như một viên gạch. Đúng không ạ? Ngày xưa có các chị khác, sau đến một chị Vũ Thị Hương, sau đấy là có Tú Trinh, đặt lên những viên gạch. Đúng không ạ? Sau đấy là sẽ phải có Tú Lơ Khơ, Tú này, Tú kia. Đấy, thì chúng ta mới lên đỉnh được. Đúng không ạ? Và mỗi một người trong chúng ta có thể là kỷ lục gia vào thời điểm này, nhưng về sau, cái khao khát lớn nhất của chúng ta lại là có những người truyền nhân của mình phá được kỷ lục của mình. Và biết đâu đấy, một ngày khi mà Tú Trinh trở thành huấn luyện viên, đào tạo ra những Tú Chính, Tú Chỉnh, Tú Trinh gì đấy, có thể phá được kỷ lục của chính thầy, điều đấy tốt chứ. Bởi vì theo như cái tư duy của người Việt chúng ta là con hơn cha thì nhà có phúc, đúng không? Con hơn má thì chắc là cũng có phúc hơn. Đấy là điều rất tuyệt vời. Trước khi chúng ta khép lại chương trình, Trân có thể nói một câu gì đó về Tú Trinh, một câu mà bạn chưa bao giờ dám nói, ngay cả với Tú Trinh. Anh làm em cũng xúc động quá. Đừng khóc. Em không khóc, em mạnh mẽ mà. Nếu để nói với Tú Trinh một câu trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì cho em xưng với Tú Trinh là chị. Thì chị chỉ muốn nói với em là cái thành tích ngày hôm nay chỉ là một cái sự khởi đầu. Và em sẽ còn chặng đường của em rất là dài. 20 tuổi là một cái tuổi đạt đến thành công. Và sự bắt đầu của em bây giờ mới là chúng ta đang đi những bước đầu tiên thôi. Và em sẽ chinh phục những cái đấu trường lớn hơn, vượt ra khỏi không gian của SEA Games đi và quên nó đi. Hãy khi mà trở về Việt Nam, trở về thành phố Hồ Chí Minh, trở về với lại đường beat của sân sống nhất, thì em hãy quên nó đi và sẽ chinh phục ở những cái đường chạy cao hơn, ở Asian Games, ở ASEAN và tất cả những cái giải World Grand Prix của thế giới. Em chỉ mong là những điều tốt nhất sẽ đến với Tú Trinh và sẽ luôn có chân trần ở bên cạnh Tú Trinh. Biết ngay, biết ngay, thế nào cũng phải có câu đấy mà. Nói chung là rất cơ hội, đúng không ạ? Còn với Tú Trinh, trước khi khép lại chương trình, điều gì mà khiến cho Tú Trinh cảm động? Điều gì làm cho Tú Trinh cảm thấy khắc khoải? Và điều gì bây giờ vẫn ám ảnh Tú Trinh? Mục tiêu sắp tới như thế nào? Em thì xin cảm ơn mọi người đã ở Việt Nam đã luôn ủng hộ em, dõi theo từng bước chạy của em trên trên đấu trường quốc tế. Sau kỳ SEA Games này về thì em xin hứa là em sẽ cố gắng tập luyện để có được thành tích tốt hơn ở những đấu trường quốc tế lớn. Với chị Hương, với chị Hương thì mình sẽ nói gì? Dạ, với chị Hương thì em mong chị Hương luôn ở cạnh em, truyền đạt những cái tốt nhất, những cái lời khuyên, những cái hướng dẫn để cho em đi đúng với lại cái con đường khó khăn trước sắp tới của em. Mong chị luôn ở bên em. Vũ Thị Hương nghe thấy chưa?
tôi nghĩ là rất khó để Vũ Thị Hương có thể ở bên cạnh Tú Trinh được, vì bây giờ Vũ Thị Hương đang ở Úc. Dạ. Yeah. Nhưng mà thân thể ở Úc Châu mà tinh thần phải ở Thống Nhất. Yeah. Và luôn luôn chuyên về Thống Nhất, đúng không ạ? Chúng ta nói là ở gần đây là trái tim. Yeah. Về tinh thần, yeah, về tình cảm. Còn với ba? Với ba thì em sẽ muốn nói với ba điều gì? Một câu ngắn thôi. Bởi vì chắc chắn là chương trình này, những người làm chương trình sẽ ghi vào một cái đĩa. Và rất mong là Trần Trân sẽ mang đến tận nhà để gửi lại cho chú. Dạ. Em không biết nói gì hơn, như là nói em chỉ muốn nói với ba là ba ơi, con yêu ba nhiều, rất nhiều. Và với người đang xuất hiện ở trên này, bạn sẽ nói gì? Đây là người mà tôi đang có một cái test thử xem là tôi tin cho nói cái gì. Các bạn hãy nhìn hình ảnh này, có lẽ là một hình ảnh mà tôi nghĩ là nó rất đẹp. Không biết là Tú Trinh muốn nói gì với người này. Hãy dành cho anh ấy một lời động viên. Tôi nghĩ là trong tình huống này, gửi đến Long một anh ấy rất cần có một điều gì đó. Vì chúng ta đã nói rồi, chúng ta cảm ơn thầy cô, chúng ta cảm ơn chị Hương, chúng ta cảm ơn ba, chúng ta cảm ơn người hâm mộ. Và với người đàn ông này thì chúng ta không thể không có một lời. Anh là hại lượng cái hạnh độc thật chứ. Thực ra những cái câu rất là đơn giản thôi, ví dụ I love you baby more than I can say. Hãy nói với anh ấy một câu đi. Em không nói là chương trình không kết thúc được đâu chị ạ. Chương trình của chúng ta chắc chắn là sẽ không xuôi sau không khi mà chưa có một câu gì đó. Hoàng Long đã gửi biểu tượng cảm xúc cho anh đọc lại. Đây, biểu tượng chỉ là biểu tượng cảm xúc thôi. Thản thốt, có vẻ như thản thốt. Long ơi, em hãy nói một câu gì đi. Em sẽ comment một câu, sau đó thì Long sẽ trả lời em. Vũ Thị Hương cũng nhắn. Vũ Thị Hương vừa nói là yên tâm bé nhé, lúc nào chị cũng ở bên em. Nhưng mà những lúc mà có Hoàng Long thì chị có thể tế nhị, kiếm một quán khác ngồi chị nhé. Chị có thể hẹn Trần Trân ra nói chuyện. Nào. Anh làm khó em quá bây giờ, ở trên này làm sao em nói được. Không, chỉ nên nói một câu thôi. Long à, anh có đôi môi hồng lắm ấy. Ô, cái này bị sao? Cái này là xài áp rồi, đúng không? Cái này chắc chắn là xài áp rồi. Xài áp đúng không? Chứ không lẽ là Hoàng Long đánh xoắn. Cho anh mượn cái để anh đọc xem Hoàng Long. Nếu Hoàng Long mà không nhắn tin thì chương trình của chúng ta sẽ không xuống. Hoàng Long đã nhắn cho nên em nói đi. Không nói là không xuống. Chắc chắn là như thế. Và Trịnh Thiên Vương chúc Tú Trinh ngày càng chinh phục được những đỉnh cao trong sự nghiệp. Không có thì nói là chúc chị thành công. Hiếu Lê, cô gái vàng, James Dylan, nhớ đừng để bị chấn thương nhé. Ôi giời. Hoàng Cường bảo là nói đi. Nói chung là các bạn cứ giữ hình này cho tôi. Tôi chắc chắn là Tú sẽ Trinh để vừa mới Hoàng Long vừa mới comment bảo là cái hình này là Tú Trinh đánh son cho Hoàng Long. À. Và hai bạn chụp hình với nhau. Như vậy là hình ảnh mà các bạn đang xem là Tú Trinh đã đánh son cho Hoàng Long. Như vậy là mặc dù tên là Hoàng Long tức là rồng vàng nhưng môi thì là màu hồng. Em thấy là Hoàng Long có vẻ xinh hơn Tú Trinh trong tấm ảnh này. Nhìn đôi môi rất là gợi cảm. Không, nhưng phải công nhận là Loan Phượng được cả cặp. Chính xác, chính xác. Cho nên là nhìn thấy bức ảnh này thì Trần Trân cũng... Em thấy... Thôi em không sao, nhá, em ổn. Thôi, không sao cả. Đây không phải là lần đầu tiên mình yêu đơn phương đâu. Bạn Linh Linh Dương, I love Tú Trinh. Như vậy là Linh Linh Dương đã nói trước Hoàng Long rồi. Nhưng mà Hoàng Long ơi, em đang ở đâu? Hello cô gái vàng của Trần Đức. Hãy cứ lạnh lùng khi thi đấu em nhé. Đấy là lời nhắn của Queen Fan. Hoàng Cường, cố gắng lên chị ơi. Như vậy là chúng ta vẫn chưa thấy Hoàng Long đâu. Hoàng Cường chưa thấy Hoàng Long. Hoàng Long đâu? Hoàng Long ơi, em ở đâu? Hãy cho anh nhìn thấy comment của em đi.
Các bạn cứ giữ máy nhá, chắc chắn là hôm nay Hoàng Long phải nói một câu gì đấy với Tú Trinh. Hoặc là và Tú Trinh phải trả lời. Hay là Tú Trinh nói và Hoàng Long trả lời. Không, anh nói, anh Long ơi, anh nói đi rồi em trả lời. Đấy, Long mà không nói thì nói thật là ngày hôm nay khách sạn của em là sáng nhất của làm vua đấy. Anh tin chắc luôn đấy. An nhiên, mạnh mẽ lên, chinh phục bước đường phía trước em như thế. Plus Đức, chị Tú Trinh, hết friend em đi. Em gửi lời mời rồi, tôi cũng gửi lời mời rồi mà chưa được xem. Lê Lý Đức, cố gắng lập thêm nhiều kỷ lục nhé Tú Trinh. Nguyễn Thị Huyền Trang, cố gắng lên chị nhé. Bây giờ chúng ta trong lúc đang chờ đợi Hoàng Long thì chúng ta tiếp tục. Quyên Phạm, anh rất thích gương mặt rắn giỏi của em khi thi đấu. Hoàng Long, lại để ba cái icon. Hoàng Long đâu? Có khi em phải nói thì nó mới có uy lực. Em nói như đi chứ. Cánh đàn ông nói với nhau là nó không có xi nhê gì. Nào, mạnh mẽ lên. Hãy như Trinh. Nguyễn Thùy Dương, Tú Trinh à, cứ mỗi lần xem em thi đấu là chị nổi hết da gà. Nằm ổ, cũng phải theo dõi em. Chúc thôi, em chị thành này công hơn trên con đường sắp tới. Chị này chắc Dương là ấy đúng không? Chắc Dương là đang sinh em bé. Yeah. Nằm ổ mà. Sinh em bé. Đất nước tự hào về bạn, dân tộc tự hào về bạn. Đó là comment của bạn James Dylan. Tại sao rất nhiều người đang dành những lời rất tốt đẹp cho Tú Trinh mà Hoàng Long thì vẫn chưa thấy đâu? Tại vì mấy lời đó là nói riêng hết rồi đó. Thế bây giờ em có thể nói là Hoàng Long thường nói với em những câu gì? Một vài những câu tiêu biểu. Và câu nào là được thực hiện vào cái thời điểm quan trọng nhất, ví dụ tỏ tình. Tỏ tình thì nói như nào nhỉ? Bây giờ tôi bắt đầu đang suy nghĩ, nghĩ ra một kịch bản. Wow, chạy vù lên. Chịt. Cái nghe là không lãng mạn lắm. Không lãng mạn lắm. Em nghĩ là với đôi môi này, với bạn này thì em nghĩ là lãng mạn. Hoàng Long là nội dung gì Trinh nhỉ? Nhà vô địch nhà ở nội dung yêu Trinh mãi mãi. Em đang hỏi chuyên môn cơ. Đây thì bạn này là tập luyện thi đấu là nội dung gì? Dạ, anh đang chơi tạ. Tạ? Dạ. Thế là không phải làm cùng cơ quan rồi. Đang chơi tạ? Dạ. Tức là cử tạ đấy? Không. Để tạ ở Điền Kinh đấy. À, để tạ, để tạ. Không, để tạ. Ok. Cơ quan, vẫn vẫn cùng cơ quan, vẫn cùng cơ quan. Vẫn cùng cơ quan, như vậy là vẫn cùng cơ quan. Nhưng mà điều quan trọng nhất là... Này, các bạn comment này, nói đi em ngượng ngùng gì, cứ như trên đường chạy ấy. Không, nhưng mà tôi nghĩ là trong tình huống như thế này thì cũng không nên làm khó Trinh. Anh Hải nói thay thằng Long đi. Cho Long nói trước. Long nói trước thì hợp lý hơn. Đàn ông mà, đúng không? Thôi để bọn em nói riêng với nhau đi. Không, chỉ cần nói một câu thôi mà. Thôi Trinh nhìn thẳng vào ông kính đi. Nói với Long một câu thôi. Thôi cũng được. Vậy đi. Chứ anh Hải chừng cái hình đó ra hoài. Nếu không là anh không xuống sóng đâu. Chương trình vẫn tiếp tục. Hoàng Long, đây, anh rất tự hào về em, Tú Trinh à. I love you my girl, ba trái tim. Như vậy là cuối cùng thì chúng tôi cũng chờ đợi được khoảnh khắc cực kỳ quan trọng. Và đến bây giờ thì chúng ta sẽ có câu trả lời từ trường quay của Cà Phê On Spot. Xin mời Tú Trinh. Để Tú Trinh bình tĩnh thì tôi bổ sung thêm một cái thông tin về Hoàng Long. Đó là sau khi mà Tú Trinh giành được cái tấm huy chương vàng thì Hoàng Long đăng một status. Trích một bài phỏng vấn của trên báo VN Express. Hoàng Long ghi tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt như thế này. Dạng như là cô ấy không là nữ hoàng gì cả, cô ấy là cô gái của tôi. Đấy, đó là cái câu mà Hoàng Long mang đầy tính sở hữu. Chính xác. Và hâm dọa đối thủ khác. Chính xác. Chính xác.
Thật là bực mình. Rồi bây giờ chắc là Tú Trinh đủ bình tĩnh rồi á. Hoàng Long ơi, em cũng là một người đàn ông mạnh mẽ. Và anh tin chắc rằng comment này chắc chắn nó nặng hơn những cái pha đẩy tạ của em. Anh tin chắc là như thế. Bởi vì nói thật là với những người Việt Nam của chúng ta, để mà tỏ tình một cách công khai không phải là điều dễ dàng. Yeah. Với bất cứ một ai. Yeah. Kể cả những người đẹp trai như tôi, nhiều khi cũng cảm thấy rất ngại. Hoàng Long, anh rất tự hào về em, Tú Trinh ạ. À. I love you, Michael. Và trái tim. Ghen tị quá anh Hải ạ. Tôi thực sự cảm thấy xúc động. Và tôi biết rằng đây sẽ là một nguồn sức mạnh vô cùng lớn cho Tú Trinh. Và tôi nghĩ là trong một bối cảnh đầy cảm xúc như thế này, Hoàng Long cũng xứng đáng nhận một lời từ Tú Trinh. Có thể không cần quá phải tình cảm. Nhưng mà cá nhân anh nghĩ là tình yêu là một con đường hai chiều. Hoàng Long đang ở Việt Nam. Hoàng Long đang ở Việt Nam. Tú Trinh đang ở. Nhưng họ đang ở gần nhau hơn bao giờ hết. Tú Trinh, hãy nói với Hoàng Long một câu trước khi anh nói rằng Hoàng Long ơi anh yêu em. Nếu như em đồng ý mà Tú Trinh là không nói một lời yêu em thì anh sẽ nguyện đi Thái Lan ngay. Và anh sẽ về với em nếu em ok. Ta... Anh này ngạo quá em không? Không nói được. Không, thực ra cá nhân anh nghĩ thực sự đôi khi chúng ta còn rất ngại khi mà bày tỏ. Nhưng mà trong những bối cảnh như thế này, một lời bày tỏ thôi nó sẽ mang lại sức mạnh rất lớn. Bởi vì có những điều người ta không dám công khai. À, năm trước ở Olympic Rio thì phải, ở lần anh có được xem một cái màn tỏ tình của vận động viên người Trung Quốc. Không biết là chắc là Trân còn nhớ. Tức là sau khi mà lễ trao giải vừa kết thúc, tự nhiên có một ông băng ra và hoàn toàn bạn đấy đã làm việc với ban tổ chức. Dạ đúng. Và bạn ấy băng ra, bạn ấy quỳ xuống và nói rằng cầu hôn, hình như là cầu hôn. Will you marry me? Yeah, cầu hôn. Là, yes I do. Em sợ. Phải nói là thể thao ấy, nó là một phần, có thể là nó là sự nghiệp của chúng ta, nhưng tình yêu nó sẽ là cuộc sống của chúng ta. Yeah. Và hai yếu tố đó là hai yếu tố cơ bản và quan trọng nhất cho bất cứ một con người nào. Và nó có mối quan hệ tương hỗ. Khi cuộc sống tình cảm của mình, cuộc sống gia đình của mình viên mãn thì nó sẽ làm cho sự nghiệp của mình tốt hơn. Đúng không? Và tại sao chúng ta lại từ chối làm cho cuộc sống của chính chúng ta tốt đẹp hơn? Nói với Long đi. Chắc Long cũng đang đói bụng lắm rồi đó. Tôi sợ là từ lúc nãy giờ là không dám thở. Không dám thở. Chúng ta làm gì? Anh ơi, em cảm ơn anh lúc nào cũng ở bên cạnh em. Em ở trên sóng truyền hình nên em không biết nói gì nhiều. Có gì về mình như thế này thì em sẽ nói hết. I love you. Như vậy là cuối cùng Tú Trinh cũng đã đáp lại lời yêu của Hoàng Long từ Việt Nam. Và chắc chắn là ngày hôm nay họ về họ sẽ nhắn tin với nhau rất nhiều. Và Hoàng Long yêu Tú Trinh, Tú Trinh yêu Hoàng Long. Và tất cả các vận động viên cũng yêu các vận động viên, yêu gia đình của mình. Và những người làm on-sport đương nhiên là dành một tình yêu rất lớn cho Tú Trinh, cho Hoàng Long và cho các vận động viên Việt Nam, các cổ động viên Việt Nam. Và ngày hôm nay tôi cũng muốn nói thêm một điều là tôi dành một lời cảm ơn thực sự chân thành đến Trân đã giúp tôi có một chương trình cà phê rất đa màu sắc. Và rất cảm ơn Tú Trinh đã thể hiện đúng con người của em, không ngại ngần. Và đấy mới là hình ảnh mà anh muốn khán giả được biết. Một cô gái ý chí vững vàng mà tình cảm rất là minh mang. Và để kết lại chương trình ngày hôm nay thì Minh Hải chỉ muốn nói một câu là chúng tôi yêu tất cả các bạn, những người luôn luôn dành thời gian và tình yêu cho chúng tôi. Chính các bạn là động lực để cho các vận động viên của Việt Nam thi đấu hết mình, nhanh hơn, mạnh hơn
dẻo dai hơn và thành công hơn. Và với chúng tôi cũng vậy, những comment, những sự ủng hộ của mọi người sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi làm tốt công việc của mình. Và chương trình thì cũng đã đến những giây phút cuối cùng rồi. Thay mặt cho toàn bộ ekip, thay mặt cho Tú Trinh ở Malaysia, cho Hoàng Long ở Việt Nam, gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn. Và chúc các bạn luôn luôn thành công và hạnh phúc như Tú Trinh hôm nay đang có được. Và bằng tình yêu và vì tình yêu, chúng ta có thể tạo ra rất nhiều phát ngầu trong cuộc sống thực của chúng ta. Và đó cũng là lời cuối cùng của Minh Hải. Chúng tôi chắc chắn sẽ còn trở lại với quý vị và các bạn. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình gần nhất.